Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Phúc Khang 78 TV. Thì theo thông tin các anh em đã đưa cô chú anh chị thì đoàn xe 16 chỗ này ở tỉnh lên, nhưng mà không hiểu vì sao mua hàng tại nhà của Hồng Loan thì lại hỏi quán bún bò thì không biết như thế nào. Thì Phúc Khang sẽ làm một cái video này gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Phúc Khang nha cô chú anh chị. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì lúc cô hỏi thì Phúc Khang không có mặt, thì các anh em quay chung thì các anh em có thông tin lại, thì Phúc Khang sẽ làm một cái video này để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị xem cho Phúc Khang xin một bình luận và một like, một đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ để kênh càng ngày càng phát triển của chú anh chị. Đây cô này. Xe cô dưới tỉnh lên luôn hả cô? Bún bò không biết là có. Cô dưới tỉnh lên luôn hả? Ý gì? Dạ. Thì mời cô chú anh chị và các bạn xem. Thì cô hỏi cô nói chuyện. Xe dưới tỉnh lên lên luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị. Biển số 63 không nghe được. Đó là ghé Hồng Loan ủng hộ và mua quà của Hồng Loan luôn cô chú anh chị. Thì sáng giờ thì Phúc Khang quan sát thì rất là nhiều. Có xe của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đến lấy một xe 1 tấn 3, và các shipper giao hàng cũng khá là nhiều. Mấy cô ở tỉnh cũng lên cũng ghé ủng hộ Hồng Loan, đó là rất là quý của chú anh chị. Cũng mong là Hồng Loan mua bay bán đắt hay của chú anh chị. Thì 63B ở tỉnh lên đi một xe luôn của chú anh chị, thì chắc cũng đi công tác hay đi du lịch chơi gì đó, thì cũng có ghé qua nhà Hồng Loan để ủng hộ mua quà khá là nhiều. Còn kia là shop Hồng Loan của chú anh chị, thì buổi trưa chắc là shop nghỉ trưa rồi. Thì Phúc Khang hôm nay cũng có một người khán giả gửi mua hai bịch rong biển, thì chiều nay Phúc Khang sẽ vào mua rong biển của chú anh chị. Nhưng mà trước tiên thì Phúc Khang sẽ quay video cập nhật tình hình buổi trưa và ngày 9 tháng 10 cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì hồi nãy giờ cũng có nhiều xe lắm cô chú anh chị, nhiều xe đến mua lắm, nhưng mà lúc đó thì Phúc Khang đang up video cho nên là Phúc Khang không có quay. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ tiếp tục quay và cập nhật tình hình buổi trưa 9 tháng 11 tại shop Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị, cho cô chú anh chị và các bạn xem. Bây giờ là xe đi rồi cô chú anh chị. Bây giờ là xe ở đâu là di chuyển đi rồi. Nhưng mà Phúc Khang cũng thắc mắc không biết lý do tại sao thì ghé mua ủng hộ thì lại hỏi bún bò nha cô chú anh chị. Số 5 đầu thị điểm nhà của nghệ sĩ Vũ Linh, con gái Hồng Loan, con của nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Thì theo quan sát thì Phúc Khang thấy có xe đến nha cô chú anh chị, xe 7 chỗ luôn. Đó. Xe này nhập hàng nha cô chú anh chị. Đấy. Bên đại lý nhà máy sản xuất yến đang nhập hàng cho Hồng Loan cô chú anh chị. Đó. Chú đi lấy hàng hả chú? Chú nhận hàng à? Ok anh nhận hàng à? 48. Đây là xe nhập yến nha cô chú anh chị. Đó, công ty đại lý đặt công ty yến nhập yến cho Hồng Loan. Thì xe nhập hàng, xuất hàng khá là nhiều cô chú anh chị. Sáng giờ là Phúc Khang là đến đây là thấy rất là nhiều. Rất là nhiều. Còn đây là shipper đang nhận hàng của chú anh chị. Đó, đây là shipper đang nhận hàng đi giao. Còn đây là công ty yến nhập cho Hồng Loan. Đó.
Đó, xe nhập khá là nhiều. Còn đây là chú đang nhận hàng đi giao của chú anh chị. Shipper đang nhận hàng đi giao này. Khách mua khá, đặt hàng khá là nhiều của chú anh chị. Chú không dành đóng gói rồi. Không chuyên gia chỉ chạy với shipper thôi. Dạ. Con là dân đóng hàng đóng gói chuyên nghiệp nè. Trần Văn Cơ Phú Thạnh. Trần Văn Cơ ở Phú Thạnh. Phú Thạnh là quận mấy? Quận mấy chú? Tân Phú à? À, một xe hàng đã nhập xong nha cô chú anh chị. Là trừ áp rồi ha chú. Trừ áp rồi. Được 24 ha. Em có mua hàng không em? Cỡ nào nữa trừ phân nữa hết. Chạy nhà cũng 500 ngàn là còn được 200. Qua mua hàng ủng hộ Hồng Loan đi mấy em. Quá trời luôn vậy. Nhiều không? Từ từ xe phía sau. Thì bây giờ thì Phúc Khang quan sát rất là đông cô chú anh chị. Bữa nào mà chạy 300 là thời gian được 100 mấy. Gì vợ đứng được vậy? Dạ, cố gắng lên chú ơi. Cuộc sống, dạ cuộc sống bây giờ ai cũng khó khăn hết chú. Tụi con đi đây nhiều khi có ngày luôn có chưa được 50.000 nữa nè. Đó thì giống như là Phúc Khang đưa tin cho cô chú anh chị. Hôm nay là Hồng Loan nhập hàng xuất hàng khá là nhiều luôn. Đây chú cuốn cưng của nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. À, cuốn cưng của nghệ sĩ Vũ Linh này. Thì như là cái thông tin lúc nãy cô chú anh chị thì xe 16 chỗ đến mua ủng hộ Hồng Loan. Nhưng mà nó có một cái thật là bức xúc một cái nữa cô chú anh chị. Ghé Hồng Loan mua ủng hộ Hồng Loan xong thì lại hỏi anh em là quán bún bò bên kia ở đâu đó, thì không biết là đó là lấy thông tin như thế nào không biết đó, cho nên là Phúc Khang thấy đó có một cái sự thật sự là quá bất ngờ và bức xúc nha cô chú anh chị. Ghé mua ủng hộ thấy có một cộng đồ trên xe thôi, xe biển số 63, nhưng ngược lại lại hỏi là quán bún bò. Đó, quán bún bò ở đâu để ghé bún bò ủng hộ bún bò nữa. Đó là một cái điều rất là bất ngờ và bức xúc nữa cô chú anh chị. Đó, không biết là những nhân vật này đến giả mua để lấy thông tin như thế nào đó. Thì theo như là Phúc Khang đã đến là quay. Nhưng mà lúc đó Phúc Khang chưa ra cho nên Phúc Khang nhận được từ thông tin tất cả các anh em chia sẻ lại đó, đến ghé mua ủng hộ Hồng Loan, sau đó lại hỏi là quán bún bò. Cô chú anh chị xem cho Phúc Khang xin một cái bình luận ý kiến của quý khán giả của chú anh chị. Không biết lý do như thế nào đó, thì theo như là thông tin Phúc Khang nhận được tất cả các anh em đây, thì lúc đó Phúc Khang đang up video cho nên là Phúc Khang không có quay trực tiếp được. Thì tất cả các anh em đây là đưa thông tin lại là ghé mua đồ shop Hồng Loan xong lại hỏi thăm quán bún bò đó. Thì cô chú anh chị xem và cho Phúc Khang xin một cái ý kiến cũng như là một cái bình luận biết cô chú anh chị. Thì Phúc Khang xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh.